Mình xin chào cả nhà cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình vào bếp mình sẽ làm món củ cải khô nha. Củ cải khô xào với rau tí tô với nấm đậu hũ nha. Ở đây là củ cải khô nè. Các bạn thấy ngon không? Trắng tươi, trắng nõn, trắng nà luôn. Đó, mình phơi khô, mình mua về rồi mình phơi khô. Rồi mình bỏ vào bịch hộp hũ gì đó, rồi mình để dành mình ăn nha. Cái này mình làm thay vì mình làm sườn non, nhưng mà mình không làm sườn non. Mình thế cái này là y như là sườn non luôn, nó sẽ có cái độ dai nha. Tay mình cũng rửa rồi các bạn nè, như dây thun chứ. Nhưng mà xào nó dai, nó giòn, nó ngon nha. Cái này mình sẽ thay thế sườn non. Bây giờ ở đây là có đậu hũ mình chiên rồi. Mình cố ý mình làm miếng to, miếng nhỏ vậy nè, cho nó ngon. Rồi ở đây lá tía tô, nấm mèo, nấm bầu ngư. Nấm bầu ngư này của mình cũng rửa sạch rồi, ngâm muối mình rửa sạch rồi, mình vắt cho thiệt là ráo rồi. Bây giờ ở đây là có một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột niêm, nửa muỗng cà phê tiêu. Mình làm đơn giản vậy thôi. Rồi cô chú nào mà thích dầu mè, dầu hào gì mình có thể mình cho thêm vào. Còn mình xào ăn cơm bình thường thì mình xào gia vị ít thì nó sẽ ngon hơn. Gia vị nhiều quá thì mình cảm giác nó không được ngon mấy, nó ngán. Thôi bây giờ mình bắt cái chảo lên mình chia sẻ tiếp nha. Mình làm tới đâu mình nói tới đó. Mình bắt cái chảo là mình cho một muỗng canh dầu vào, mình cho hành tỏi vào. Hành tỏi nó dậy mùi thơm rồi mình cho nấm vào nha. Nấm mèo, nấm bầu ngư. Cái này khi mình phơi khô rồi các bạn ăn thì mình phải ngâm nước nha. Ngâm nước nó nở ra mình xả sạch vắt cho ráo. Mình cho rau vào. Bây giờ mình cho gia vị vào luôn nè. Mình cho vào đây một xí nó tương, chút xíu nó tương thôi nha. Mặn quá sẽ không ngon nên mình làm nó vừa ăn thôi. Mình ăn mình không có chấm nước tương, nước mắm gì hết á, nhưng mà nó vừa ăn với cơm lắm. Bây giờ mình cho đậu hũ nha. Vài bữa nữa mình mắc đi về thành phố thăm con rồi. Nên mình, nhưng mà trước khi mình đi mình làm nhiều clip bạn. Mình đi, ví dụ mình đi 5 ngày thì mình làm trước 5-6 clip để khi mình đi vậy mỗi ngày có clip ra. Chứ nhiều khi mình cũng bận hoặc là ai kêu mình đi nấu đám trai á, đám hoàng thượng, đám cưới gì mà người ta đặt 1-2 bàn chai mình đi tới mình nấu giùm thôi. Còn những người nấu mặn thì người ta lấy tiền, còn mình chỉ nấu giùm cho những người mà người ta cần mình thôi. Cần 1-2 bàn chai á. Là mình lúc nào mình chuẩn bị trong clip mình cũng phải có mấy clip thừa ra. Để làm chi? Để khi mình đi bất tử á, có clip mình ra mỗi ngày để chia sẻ với cô chú anh chị em. Tại vì mình cũng đam mê á. Mà thấy đơn giản mà ngon ghê chưa. Đó. Đâu cần cầu kỳ thịt thà. Cô chú anh chị em nào thích nguyên liệu nào, gia vị nào thì có thể cho thêm nha. Còn mình vậy là đủ rồi. Rồi cuối cùng bây giờ nè, mình cho lá tía tô vô. Rồi mình sẽ nhắc xuống luôn nha, chín rồi. Khi cho lá tía tô vào, mình nhắc xuống liền luôn. Cho cái hương vị lá tía tô nó còn thơm ngon nha. Ăn lá tía tô cũng tốt cho sức khỏe. Bây giờ mình cho ra dĩa nè. Bây giờ món tía rau khô, củ cải khô xào với lá tía tô các bạn thấy rất là ngon, đơn giản mà ngon nha. Đậu hũ, nấm, nấm bầu ngư, đậu hũ,
món ăn đơn giản dễ làm nha. Ở những mùa mà sau này bây giờ mà củ cải đồ có rẻ đó, cô chú anh chị em cứ mua đi, trời nắng thì phơi nó trắng tươi à. Còn nếu mà để mùa mưa phơi nó đen lắm, nhiều khi mình đưa vừa đem ra cái trời mưa cái đen thui à, nó không có đẹp. Còn mùa nắng này mình phơi vậy để sang năm á, mà năm nay nè tháng tới mùa tháng mưa á, mà mình ăn chay mình không đi chợ được thì mình có mình ra mình cái rau củ quả khô này mình chế biến rất là nhiều món ăn nha, chứ không phải đơn giản là một món này thôi nha. Thôi giờ mình xin chào nha, chúc cô chú anh chị em luôn luôn được mạnh khỏe dồi dào sức khỏe nha.